tháng lại lôi. Có công gọi nó xem nào. Đấy, để nuôi ra. Đây rồi, đây rồi. Đây anh em nhá. Hiện tại anh em đã phát hiện con rắn ở chủ nhà ta kêu nó phun vào trong toilet này mọi người này. Chung chúng ta thì giờ anh em chế tài chúng ta nhé. Rồi phải đục bạt thì mới bắt được cho chủ nhà nhé. Không biết là nó mình lý do nào đó nó vào đây. Mới làm là người ta mấy anh em đã tháo hết này rồi. Tháo hết rồi đi. Tháo là đục bạt lên để bắt nó ra. Bẹt này cái răng người ta mấy triệu rồi. Cái này nó có đục không? Hả? Có đục được không? Đục được chứ. Ui trời, nó chui vào một cầu kìa. Đấy, anh chui, chui trong này này. Sao anh đi đây? Anh lấy em con dao ở trong cái chỗ dao trắng này. Dao to to à. Đây, dao này nè. Đêm nó bỏ vào ấy. Đêm nó bỏ vào. Nhà người ta mở cửa đằng sau. Thì nó có rắn nó bỏ nó xuống trong mọi người nhé. Đấy, giờ vẫn phải đang đục này mọi người xem. Ông thử nay xem nó có được chưa. Ui được rồi, được rồi. Có phải hai ông khinh. Tôi đẩy lâm xem hơn nghe chẳng như nào. Nghĩa nó làm nghề càng chết. Nó đổ rơi đây. Đây một lỗ bám vào đây ví dụ. Đây này bám vào hai cái lỗ kìa. Ui đây này. Không cái lỗ lỗ tai ngoài ấy. Đây đúng không? Ừ, được. Đây là nó cắn. Anh xoay ra ngoài này. Xoay, xoay. Vậy. Nó bỏ hết cái đồ này. Mày nó nắm lại, nó cố gắng gì đấy. Bảo bảo nó chút biến được hả? Đỡ ra. Đỡ. Ôi không thấy. Ôi cái này nó lại thiết kế ngầm bên trong đúng không ơi. Ừ này khó lấy rồi. Ừ cái này thiết kế ngầm rồi anh em ạ. Thiết kế ngầm rồi, cái này khó lấy rồi. Cái bồ này bồ đắt tiền rồi. Ừ, vậy nó chui trong cái lỗ kia kìa. Cái bầu đấy, nó là cái bầu lên trên bộ boong trên kìa. Nó đang cái bầu này. Ừ. Bây giờ xả nước vào trong cái ấy. Bây giờ chỉ cần em cách em ra ngoài xả nước. Khơi ngoài anh em ơi. Khơi vào xả nước. Đứng đây. Đứng rồi. Bắt đầu nào.
Ui dồi ôi, lặng thế. Khênh ra ngoài đi. Không, bắt hộ tôi với. Hôm qua vợ tôi bảo nhìn con rắn ở trong này to quá mà. Giờ anh em bắt buộc phải khênh ra để bắt buộc khênh ra nhá. Bơm nước vào thì bắt được, vít hết các cái lỗ. Bồn cầu nặng thế. Bồn cầu quá nặng luôn. Thùng vải đúng không? Hàng xịn, nặng thế. Sao mới đang bơm nước vào? Đi ra bơm nước vào thì để cho nó ra không ạ? Đây, nó bỏ vào đây đúng không? Đặt đấy. Đấy, bỏ vào chỗ cái ống bơm này. Bỏ nước đây. Cho anh em giúp tôi nhá. Được rồi. Cái này là phải công cao đấy nhá. Rồi. Các bạn bơm nước vào. Anh em cứ bắt đi. Bơm nước vào đi. Cho cái vòi vào đấy. Bơm nước vào thì có ra. Bơm đầy vào. Bơm đầy vào xem nó có ra không nhá. Năng động này mọi người nhá. Đấy anh em sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ thì mới thấy được động tĩnh năng động của quẻ người ta. Đây đây, một cái đuôi, tí cầm một cái đuôi đi thôi. Nì anh em mới dùng nắm cứng mới được đấy. Giống này nì lắm rồi rồi trời ơi ui cả làng náo loạn ra xem này anh em ơi ui giời tình chưa thấy chưa đấy đã thằng nó chui xuống hố rồi giời ơi bé đầu đuôi đuôi rình mãi nha anh em nha nhưng mà nó vẫn mắc kẹt ở đây không ạ cứ cái này nó lôi được lôi cầm sâu không lôi xong lại thả tháng lại lôi đấy cái đầu lôi công gọi nó xem nào đấy để nuôi ra đây rồi ui giời ơi ui giời đây mọi người xem này ui kinh khủng chưa có rắn hổ mang anh em phải đục hẳn cái bệt để khênh ra ngoài này rồi nước phải mới mỏi nó ra rắn hổ mang không ạ tổ lắm ui trời vậy mà không ấy không biết là ui trời đấy ui đỏ đây ra rồi ui đỏ chưa ui trời nó sặc nước này rồi, sặc nước bố gọi nó đi không biết là ngồi mà ngồi nó đi vệ sinh thì nó cắn được ui trời kinh thế nhỉ nó sặc nước hay là mình ấy cái kia biết đấy thấy chưa đúng chưa đấy quá đủ luôn anh em nhá con này quá rữ luôn anh em ạ. Đấy. Quá rữ luôn bà con này. Đấy, nó chui qua đấy. Không biết ta đi nó cắn chết. Cái bà kia bà ấy đi vệ sinh bà phát hiện ra, bà thấy nó phì phì dưới đít bà trong bà ấy phát hiện bà nhảy cẫng lên bà chạy. Đấy. Đây này anh em xem. Kinh chưa? Úi giời. Đấy, thấy không? Lắm ạ. Con này rữ lắm. Con này nó rữ. Con này rữ lắm không ạ? Kinh như nằm thì phải dùng biện pháp mạnh như thế nào đúng không ạ? Đấy. Thấy chưa? Đây. Đục vào khênh đây. Đấy. Kinh nhỉ. Tiếng đồng hồ. Hàng tiếng đồng hồ anh em bắt đầu thu phục được con rắn này mọi người nhá. Tôi mấy vị kia ngồi gọi mấy bé trẻ ngồi gọi mấy đi. Thấy con chạy không kịp. Để con lấy ghế ra đi. Nói ngồi ghế đây không ai nói gì cả. Cứ ngồi ghế. Kinh không? Quá nguy hiểm luôn anh em nhá. Đấy thấy chưa? Kiếm tôi cái móc rồi. Ui. Không lấy tôi cái móc này. Đấy cái móc đấy. Đấy. Con này rữ lắm. Con này quá thức luôn. Này mọi người. Đây là một cái bóng bành nhá. Khi mà anh em nó chui trong cái nhà vệ sinh anh em nó phải đục ra. Để bắt. Đục khênh ra ngoài. Đục khênh ra ngoài chứ trong ấy nó chật không thể làm gì được. Anh em xem này. Kinh khủng không? Đúng không anh quá kinh khủng luôn anh em nhá. Thế mà nó nỉ nhầy. Mãi nỉ. Không ra. Quá nỉ chứ mày nỉ. Nằm im đấy. Mãi không ra. Thế mà anh em chọc cho tôi ra cái cổng mà không thấy động tĩnh gì nhầy. Không động tĩnh gì luôn. Con này nỉ lắm. Bây giờ anh em ấy trong bắt đầu nó bắt thì em thả đi. Bắt nó thả vừa ra ngoài vườn bên kia đi. Cái bành dẹp trên này. Không rồi. Mấy cái bà chủ nhà kia sau ấy nhá. Bay sau lưng. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Kia bà đang tắm thì... Đấy. Anh nhìn thấy không? Ui giời ơi. Này mà nó đớp phát vào mông thì còn nghĩ gì nữa với đời. Cái này gia chủ đang ngồi vệ sinh ở đây thì phát hiện ra này.
chết luôn đâu, cái đâu bành như bành của chú ấy nhỉ. Ừ, bành cái này như bành của chú ấy. Con này nó hoa hoa vân đúng không ạ? Con này nó rắn ở trên rừng nó xuống rồi. Trên đồi, sau đồi. Sau nhà kia, cái bà ấy tối đến mở cửa kìa. Bây giờ anh em mang trên đồi thả nó nhá mọi người nhá. Thì có lẽ anh em xin dừng cái video đây nhá. Mọi người xem được video, thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Chào mọi người nhá.